Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Nậm Nhùn. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Meeting hưởng ứng ngày môi trường thế giới và phát động trồng cây mắc ca tại xã Nậm Trà. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện. Hội nghị tập huấn báo cáo viên nguồn cơ sở dữ liệu cung cầu lao động năm 2019. Chung trải với công tác giảm nghèo trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm ngày môi trường thế giới. Vào ngày này, các quốc gia và tất cả cộng đồng dân cư trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đều long trọng tổ chức kỷ niệm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Để hưởng ứng sự kiện này, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày môi trường thế giới và phát động buổi lễ trồng cây mắc ca tại xã Nậm Trà. Tham dự buổi lễ có các đồng chí thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân và nhân dân xã Nậm Trà. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng hãy cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường, cùng thể hiện trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. Đồng thời, đồng chí cũng đã phát động lễ trồng cây mắc ca tại xã Nậm Trà. Ngay sau lễ meeting, nhân dân trong xã và đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn trên địa bàn huyện đã tham gia trồng cây mắc ca. Đây là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đồng thời hiểu rõ hơn về hiểm họa do ô nhiễm môi trường gây ra. Qua đó, tích cực tham gia vào các hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên bền vững. Hôm nay thì ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Ủy ban dân huyện phối hợp với xã Nậm Trà tổ chức cái buổi lễ meeting để kỷ niệm ngày môi trường thế giới, phát động nhân dân ra quân thực hiện chiến dịch môi trường để làm sạch môi trường ở các khu dân cư, rồi là các cái điểm tái định cư và các trên các cái tuyến phố của huyện. Thì buổi lễ đã thành công tốt đẹp. Thế và sau buổi lễ thì huyện tổ chức cái lễ phát động trồng cây mắc ca, trồng rừng kinh tế năm 2019 của huyện. Theo kế hoạch năm 2019, huyện trồng 110 hecta rừng kinh tế, bao gồm là 8 hecta cây mắc ca và 30 hecta cây quế. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị, một là đào hố, rồi chuẩn bị cây giống, chuẩn bị phân chuồng, phân NPK, thuốc trừ mối đã xong. Tất cả mọi việc đã sẵn sàng và buổi ra quân hôm nay, sau buổi ra quân ngày hôm nay thì nhân dân sẽ triển khai trồng và phấn đấu là trong tháng 6 thì sẽ trồng xong và đạt cái diện tích kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 2, chiều ngày 4 tháng 5, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Nậm Nhùn. Hội nghị tiếp xúc cử tri có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thị trấn và đông đảo cử tri trên địa bàn thị trấn. Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Đinh Văn Xanh, đại diện tổ bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, báo cáo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, hoạt động của thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, thông báo nội dung thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 2. Tại hội nghị, các cử tri cũng kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân các nội dung về nguồn nước sạch cho nhân dân, những vấn đề sẽ gặp phải trong quá trình các doanh nghiệp khai thác cát, cấp đất nhà ở cho các hộ mới tách. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri, trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền đã được các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị trấn kịp thời kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 6, Sở Lao động và Thương binh Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên nguồn cơ sở dữ liệu cung cầu lao động năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ văn hóa, văn phòng thống kê, kế toán các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đợt này, lớp tập huấn dự kiến diễn ra trong một ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung như nội dung cơ bản của thông tư 27-2015
TTPLDTBXH, một số vấn đề lưu ý khi ghi chép, cập nhật thông tin cung cầu lao động, hướng dẫn thu thập ghi chép thông tin nhu cầu lao động, hướng dẫn hoàn thiện các chứng từ thanh quyết toán. Qua hội nghị tập huấn, các báo cáo viên sẽ nắm bắt được kiến thức và kỹ năng cơ bản để phục vụ tốt công tác điều tra, thu thập, rà soát thông tin chính xác về thực trạng lao động, việc làm và biến động lao động. Kết quả của đợt điều tra lần này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước cập nhật được thông tin biến động về cung cầu lao động và nhu cầu sử dụng các doanh nghiệp, từ đó làm căn cứ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động, ban hành ra các chính sách về lao động việc làm, đào tạo nghề. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, công ty kinh doanh thực phẩm Oriental Product PTI phối hợp tổ chức khánh thành bàn giao nhà nội trú trường tiểu học xã Nậm Trà. Tại buổi lễ, các đơn vị bàn giao 3 phòng ở bán trú được xây dựng theo mô hình nhà lắp ghép với tổng diện tích 120m² cho các em học sinh và nhà trường. Đồng thời, đoàn từ thiện trao tặng 100 bộ chăn chiếu và một số trang thiết bị phục vụ ở bán trú của các em học sinh. Được biết, công trình được khởi công vào tháng 3 năm 2018 với tổng mức đầu tư 300 triệu đồng. Công trình nhà nội trú là nguồn động viên cổ vũ tinh thần dạy và học của thầy và trò trường tiểu học xã Nậm Trà, với mong muốn các em học sinh có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn tại trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, theo thống kê, trên địa bàn xã Nậm Hàng có hơn 640 hộ tham gia chăn nuôi, phát triển đàn trâu bò, với tổng đàn đạt hơn 1.500 con. Chăn nuôi trâu bò là nghề truyền thống và đang là thế mạnh trong cơ cấu phát triển kinh tế của xã Nậm Hàng, được chính quyền địa phương xây dựng phát triển một cách lâu dài. Hiện nay, chăn nuôi trâu bò ở xã Nậm Hàng đang có chiều hướng chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa. Nhiều gia trại, trang trại chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, hiện tại người chăn nuôi vẫn chỉ sản xuất bán sản phẩm trâu bò hơi, nguyên con chưa qua chế biến và việc mua bán trâu được thực hiện qua các thương lái với hộ chăn nuôi, theo giá thỏa thuận dẫn đến giá sản phẩm chưa cao. Do đó, trong thời gian tới, cùng với việc quy hoạch vùng chăn thả mở rộng diện tích đất trồng cỏ làm nguồn thức ăn, thì xã Nậm Hàng tiếp tục làm tốt công tác ứng dụng các phương pháp tiên tiến để tạo được nguồn con giống chất lượng, liên kết phát triển chăn nuôi theo chuỗi, thực hiện chương trình phòng khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn trâu bò, nhằm phát huy được thế mạnh về phát triển đàn trâu bò ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ vận dụng tốt các chính sách của tỉnh đến với đồng bào và triển khai vận động nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên xã Trung Trải đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Đây là một trong những tiền đề quan trọng giúp xã hoàn thành về đích chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn, hiện tại xã Trung Trải có tỷ lệ hộ nghèo khá cao, chiếm 61,69%. Theo đánh giá, hộ nghèo trên địa bàn xã chủ yếu là do thiếu hụt về tiêu chí thu nhập. Trước thực tế đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp giúp nâng cao thu nhập để công tác giảm nghèo trên địa bàn có được kết quả tích cực. Nhờ thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ của nhà nước với việc tuyên truyền, khuyến khích người dân tự giác nâng cao ý thức trong công tác giảm nghèo, bộ mặt nông thôn của xã Trung Trải cũng đã có nhiều đổi thay. Với mục tiêu mỗi năm phấn đấu giảm khoảng từ 5 đến 7% hộ nghèo, thời gian qua, xã đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân định canh, định cư, phát triển kinh tế gia đình đi đôi với hỗ trợ về kỹ thuật, đầu tư con giống, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả để tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền xã cũng như cấp ủy chi bộ các bản đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Với công tác xóa đói giảm nghèo của xã thì cũng là một trong những mục tiêu mà xã luôn quan tâm hỗ trợ các nguồn vốn nhà nước, ví dụ như là hỗ trợ về các giống vật nuôi sinh sản cũng như là hỗ trợ về các loại máy nông cụ sản xuất để làm sao mà các hộ đó thoát từ cái nghèo nó đúng theo cái mục tiêu cũng như là đạt được cái giảm nghèo bền vững, không tái lại nghèo trong quá trình sinh sống sinh hoạt của bà con. Nhờ có các chính sách của tỉnh, của trung ương, đồng thời với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền xã, công tác xóa đói giảm nghèo của xã Trung Trải đã đạt được kết quả rất đáng phấn khởi.
Đây là tiền đề để xã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống vào năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Trung Trải đã tăng cường thực hiện chủ đề nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa. Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Trung Trải đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương, nhanh gọn, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân khi đến làm các thủ tục và hướng tới sự hài lòng của người dân, phản ánh của phóng viên chúng tôi. Để hướng tới sự hài lòng của người dân, cũng như thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền xã đã triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức điều hành, chỉ đạo, tạo sự hài lòng trong nhân dân. Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã chú trọng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cao, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai, đúng pháp luật, nhất là trong giải quyết yêu cầu công việc liên quan đến công dân. Nhờ đó, tác phong làm việc của cán bộ xã đã được nâng cao một cách rõ rệt, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Nói chung là từ lúc đang tách xã chỗ bên Nậm Ban ấy, là bây giờ chuyển sang xã Trung Trải thì thủ tục bây giờ gọi là xã mới, thì nói chung là thủ tục về cái vấn đề gì nói chung là xã giải quyết được hết chị ạ. Nói chung là bây giờ thì bà con cũng yên tâm, cũng chả lo lắng cái gì, kiểu là lúc là mình lên làm cái giấy tờ gì là xã cũng giải quyết hết cho. Không chỉ vậy mà hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng được cán bộ duy trì thực hiện nghiêm túc. Bộ phận một cửa thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ nội dung thủ tục theo đúng quy định. Mặc dù cơ sở vật chất, nơi làm việc còn chật hẹp, nhưng để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xã đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ công chức, viên chức, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, ban hành các văn bản, phụ trách từng lĩnh vực mình quản lý. Đồng thời, ban hành quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả. Từ đó, ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ của công chức bộ phận một cửa từng bước được nâng lên, không gây phiền hà cho nhân dân khi đến làm thủ tục giấy tờ. Bà con chị là tại bộ phận làm một cửa của xã thì tuy là cái trang thiết bị cũng có những cái thiếu thốn, nhưng mà qua đó thì chúng tôi cũng tận dụng những cái trang thiết bị hiện có để làm sao giải quyết tốt nhất cái thủ tục hành chính tại phòng một cửa một cách kịp thời. Qua người dân lên giải quyết các thủ tục hành chính tại một cửa thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn và giải quyết một cách nhanh chóng cho bà con để xong trước thời hạn, cũng như là tạo điều kiện cho bà con trong cái vấn đề giải quyết thủ tục hành chính tại một cửa một cách thuận lợi nhất. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Trung Trải sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, hết lòng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về thủ tục cải cách hành chính. Qua đó, góp phần từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Nậm Nhùn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.